Hello, xin chào mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cổ phiếu HD Bank trong chương trình đi tìm cổ phiếu. Đây là một trong cái cổ phiếu mà em khá là tâm đắc trong thời gian tới ha. Nên mọi người có thể tham khảo video này để có được cái điểm tiếp theo ha. Ok, về cái câu chuyện của HD Bank á, thì trước tiên chúng ta sẽ nói về chỉ số chung, sau đó nói tới các công ty có liên quan tới HD Bank và HD Bank sẽ là cuối cùng. Nói về chỉ số chung thì là câu chuyện nó sẽ là như thế này. Hiện tại VN Direct đang tục phục hồi từ cái ngưỡng 1226 thì khả năng nó vẫn có thể tiếp tục duy trì trên cái đà tăng này tới hết tháng 8, tới đầu tháng 8 là vẫn có nha. Nha. Qua đầu tháng 8 sẽ là một cái nhịp thoáng để mọi người có thể giao dịch thoải mái hơn với cái xu hướng chung của chỉ số là xu hướng tăng, nó quay trở lại và không còn gặp các kháng cự lớn nữa. Ok, vậy thì nhóm ngân hàng là một trong những cái nhóm ngành có thể nói là trụ của thị trường. Vì vậy cái dòng tiền đổ vào và rút ra lúc nào nó cũng tác động chủ yếu lên tổng thị trường ha. Nó cũng là một phần nào tác động lên cái tâm lý chung của thị trường. Ok, quay về với HD Bank thì câu chuyện quay về với HD Bank thì chúng ta có câu chuyện là như thế này. Hiện tại mọi người khi phân tích HD Bank á, mọi người có thể tập trung nhiều vào một yếu tố, đó chính là các công ty có liên đới tới HD Bank, HD Bank ha. Và cụ thể ở đây chính là Vietjet. Thì mọi người có thể biết Vietjet là một trong những cái hãng hàng không tối ưu nhất thời điểm hiện tại nha. Tối ưu nhất thời điểm hiện tại mọi người thấy. Tới bây giờ Vietjet nó vẫn có thể quý 1 2024 người ta đã đạt 539 tỷ rồi. Người ta còn vượt xa cái kỳ vọng của năm nay của người Vietjet, nó còn vượt xa được cái kỳ vọng năm nay của nó ha. Thì câu chuyện ở đây là gì? Vietjet nó có liên đới tới HD Bank. Vì vậy Vietjet khỏe hay yếu cũng tác động một phần nào tới HD Bank. Thì vừa rồi mọi người có thể thấy Vietjet ở những cái phiên qua là nó tăng trưởng rất là tốt nha. Và đây và cái việc này em đã nói với các em rất nhiều lần là tại vì Vietjet người ta có cơ sở để tăng trưởng thật sự. Tại sao là như vậy? Thứ nhất, Vietjet nó phù hợp với bối cảnh hiện tại, ở cái thời điểm mà nhu cầu vé máy bay nó vẫn gọi là ở mức cao nhưng mà giá vé máy bay nó quá cao so với cái giá người ta không đáp ứng ha. Vì vậy khách hàng chủ yếu sẽ tối ưu cái dòng tiền người ta bằng cách bay những cái chuyến đêm hơn của Vietjet, và từ đó Vietjet người ta tối ưu được các cái khoang khoang của máy bay ha, để người ta tối ưu được chi phí và người ta duy trì được cái mức lợi nhuận ấn tượng đến như vậy nha mọi người ha. Đó là lý do tại sao mà em cho khách mua Vietjet tại 102, bây giờ là gồng lên tới 5 giá rồi và còn tiếp tục cái dạng hành trình tới 109 nữa. Rồi cái đó là quay để ta hiểu là hiện tại một cái công ty có liên đới cực kỳ sâu sát với HD Bank nó đang khỏe lên, thì HD Bank khả năng cao thời gian tới nó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc đó. Và ở cổ phiếu HD Bank là nó như thế này. Hiện tại ở khung nhỏ hơn mọi người sẽ thấy đường giá tích lũy rất là đẹp, không biết như thế nào nhưng mà tại thời điểm hiện tại HD Bank nó đang có một trong những cái đường giá tích lũy rất là đẹp mọi người, một tích lũy sâu, tích lũy dài và tích lũy cực kỳ bền bỉ. Và ở những cái đoạn như thế này á, thì chúng ta sẽ đợi, một là đợi nha, chúng ta sẽ đợi tại vì như thế này, hiện tại HD Bank nó đang ở khung tháng ấy, nó cũng tăng trưởng khá là tốt rồi mà lại chuẩn bị sắp tới là chuyển qua một tháng mới thì khả năng điều chỉnh của nó là sẽ có nha, khả năng điều chỉnh của nó là sẽ có chứ không phải không, nên mọi người cũng phải cân nhắc. Qua tháng sau là những cái đường này đi ngang rồi, khả năng cao là nó sẽ tạo ra một khoảng trống, mà khoảng trống thường thường giá nó sẽ có xu hướng lấp vào. Nhưng với HD Bank thời điểm hiện tại, cái đường giá tuần nó không nhỏ hơn, nó đang cho thấy cái sự sát sao ở cái sự tích sát sao về cái mặt tích lũy, vì vậy nó có khả năng vẫn duy trì được đà tăng sắp tới ha. Mọi người lưu ý vẫn duy trì được đà tăng sắp tới, và em đang rất ưng ý với cái điểm tích lũy này của HD Bank nha, em thật sự rất ưng ý với nó. Nếu HD Bank đợt này mọi người có hai cách mua, một là mọi người mua HD Bank thời điểm hiện tại, mở phiên ngày mai mọi người có thể mua được, đó là ý kiến riêng của em thôi, mở phiên ngày mai mọi người có thể mua. Và mua kiểu này nó sẽ hơi khác với lại các cái chiến lược UG nha, mua kiểu này là mua kiểu tích lũy thì phải chấp nhận và xác định một cái việc là mình phải để L khá là ngắn với cái điểm này, mua tích lũy với cái điểm này, khả năng cao mình phải mua tích lũy L đâu đó tầm 5-7% thôi với cái đợt này. Đợt này chưa có hậu dài được, nhưng nó nếu như nó phá vỡ được cái điểm, nếu như có phá vỡ được cái đỉnh đâu đó tầm 25.600 thì khả năng cao nó sẽ bùng mạnh ha, khả năng cao nó bùng rất mạnh nha. Cái đó là điểm mua đầu tiên, và nếu được thì mọi người có thể mua luôn, chấp nhận một cái chi phí đấy, cơ hội nó hơi rủi ro một chút
em nói thường nó hơi rủi ro một chút nha. Đó, còn cái điểm mua thứ hai là điểm mua ở đâu? Điểm mua thứ hai là khi mà giá nó break ra khỏi những cái vùng giá 25.600 hồi nãy em có nói rồi, 25.600, 25.7, nó break ra vùng đó thì mọi người xác định là mua break out nha. Break ra vùng đó xác định mua break out và nhận cái chiến lược break ra đánh rất cao, khả năng phải mà phần người phải để đâu đó tầm 7-9% tài khoản, 7-9%. Nếu mà đẹp thì để đâu đó ít lời dưới khoảng hai giá ha, hai giá cũng căng nha, hai giá cũng được, mọi người cũng có thể để dưới tầm 23 cũng được, 8% tài khoản cũng được, 8% cũng được. Hai điểm vừa nãy thì mọi người có thể xếp ở 8% cũng được, hoặc tăng nhất là 10% nha, tăng nhất là 10% đối với cái điểm đánh rắc này. Tại vì HD Bank nó đang có một cái sự tích lũy khá là tốt, vì vậy em đã view cho cả mọi người là hai điểm mua, hai điểm mua ha, hai điểm mua khá là tốt. Và cái mức SL căng nhất cho đợt này là đâu đó tầm 9% đổ lại thôi, tầm 9% 9% đổ lại cho cả hai deal, mọi người cân nhắc nha. Tại vì HD Bank em thấy đoạn này khá là đẹp và cái việc bật tung là có, tại vì HD Bank nó có liên đới tới một số, nó có liên đới tới hai công ty là chủ yếu, một công ty không niêm yết thì ok mình không biết đi, như mình chưa rõ ràng về công ty đó. Nhưng riêng về Vietjet thì mọi em quá ưng ý, thật sự là Vietjet nó làm em nó quá ưng ý. Tại sao? Tại vì cả những người làm trong Vietjet người ta cũng phải khen về cái tư duy kinh doanh của Vietjet nó quá tối ưu đi, nó phù hợp với thời điểm hiện tại và nó tối ưu được cái việc là dân mình đang cần cái gì. À, nó đáp ứng đúng được cái nhu cầu đó. Vì vậy khả năng cao những thời điểm sắp tới cái nhu cầu di chuyển sắp tăng cao bởi các cái lễ lớn sắp tới ha. Vì vậy cái thặng dư của Vietjet tăng trưởng nó vẫn còn, và từ đó HD Bank nó cũng một phần nào được hỗ trợ bởi cái đà tăng mạnh của Vietjet, tại vì nó chung hệ sinh thái ha. Ok, đó là cái góc nhìn của em view về HD Bank. Thì mọi người ai mà có được điểm mua đẹp từ HD Bank từ video này thì mọi người nhớ donate qua số tài khoản em để dưới phần mô tả, tại vì cái donate nó rất là quan trọng mọi người. Tại vì khi mà mình làm video á, mình không biết là khách hàng có coi hay có tiếp cận hết được video hay không, và cái điểm của mình có giúp được khách hàng hay không. Nếu như mà điểm của em giúp được mọi người á thì mọi người nhớ donate, để biết sao mọi người donate là mọi người cho em thêm những cái động lực để tiếp tục ra video phục vụ mọi người ha. Cho đi là còn cho đi thì chắc chắn là sẽ được nhận lại ha. Rồi, cảm ơn mọi người, và nếu như mọi người thích video này thì mọi người nhớ like và share đến những người cần ha, hoặc có thể share Facebook nếu mọi người thích. Và nếu như mọi người muốn ủng hộ em nhiều hơn thì mọi người nhớ mở tài khoản SSI và tham gia vào room cộng đồng, em có để link dưới phần bình luận ha, mọi người có thể nhấn và tham gia, em sẽ hỗ trợ hết mình. Ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu. We'll be right back.